hộp một cái sản phẩm từ Lazada. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá, để xem bên trong có những cái gì. Cái kén H9G này, đóng trong hộp xốp này. Rồi, và Vibo 2. Trong này, còn có phiếu bảo hành nữa này. Hai thẻ bảo hành. Hết, đóng rất là chắc. Họ trong này còn lèn thêm một cái nữa này. Tại vì con này nó có mặt kính dễ vỡ mà. Và phiếu bảo hành. Cái tay các bạn nhá, phiếu này cũng phải nhìn cho nó khá là sơ sài. Đẹp quá các bạn. Cái này có nguyên siêu này, con Vibo 2 này có nguyên siêu luôn. Tí nữa chúng ta sẽ khui siêu này. Trên tay mình đang là con Vibo 2 Gimbal. Giá rẻ trên Lazada với giá là chả nhớ bao nhiêu nữa. Tại bây giờ mua combo chung là 2,5 triệu cả cái kén H9 nữa cả cái Vibo 2 này nó rơi vào 2,5 triệu. Thì cái này nó phải rơi sao? Nó rơi vào khoảng là 1,5 triệu, khoảng 1,5 triệu cái này. Nguyên siêu các bạn nhá, chưa bóc siêu này. Đây, phiếu bảo hành của shop đây. D2T series của nó này, mua 12/9 này. Quá tuyệt vời luôn. Nguyên siêu. Cảm giác cầm sản phẩm nguyên siêu rất là sướng đây. Có cả tem viết các thứ này. Đầy đủ luôn. Nhìn như kiểu iPhone đấy các bạn, nhìn rất là chắc chắn không móp mép gì cả. Cầm rất là sướng luôn ấy. 1,5 triệu cái này. À, cái công dụng của gimbal là gì? Nó là một cái công cụ giúp mình có thể khử chống rung khi quay phim. Và cái này gimbal 2 này là sử dụng cho mobile thôi. Các bạn nhìn thấy điện thoại cái iPhone này rồi, các bạn biết là nó chỉ dùng cho dòng điện thoại. Gimbal hay là gimbal hay là gậy chống rung thì là đều một tên gọi, một chuẩn của nó là gimbal. Ngày xưa mình toàn đọc là gimbal. Rồi, đây chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ mở hộp cái này nhá. Mở siêu này, bóc siêu luôn này. Bóc siêu. Chúng ta siêu này đóng lại mà nó cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng mà cái cảm giác này là mình biết là hàng mới. Thôi, không bóc hết đâu, bóc lấy cái này thôi. Chúng ta xem bên trong nó có gì. Ồ, như vậy bên trong nó sẽ cái gimbal 2 này. Thì nó sẽ có một cái túi gimbal 2 của Feiyutech nhá. Rồi, mình rút ra nhá. Wow, chất chưa, hết rồi. Hộp nhìn đẹp trong mỗi cái ruộng này. Đây, đây là con gimbal 2. Nó có túi lồng siêu này. Hộp ngoài rất đẹp luôn các bạn. Feiyutech này, nó có một cái tay cầm như này. Cái này nếu mà nó có kính ngoạc để mình đeo vai thì tốt, cái này nó cầm cũng không hay lắm. Cái này nếu mà nó làm cái đai đeo vai tốt thì mình sẽ mở ra nhá, để mặt sau này. Cái này bằng không phải bằng kim loại đâu ạ. Xốp, các bạn thấy nó bọc bọc xốp. Nếu mà có kim loại nó đã tạch tạch kìa, để bọc 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 này. Đây cái đai nó này, nhìn khá là chất luôn đấy. Đây, cái khóa nó cũng chi tiết, nó có cả Feiyutech luôn này, tên hãng luôn này. Khóa như kiểu titan ấy, rồi mình mở ra nhá. Trời, cảm giác rất là đồng. Wow, như vậy đây bên trong gimbal 2 nó có khá nhiều thứ này. Đầu tiên là có một cái hộp này. Và đây nó có một cái đai. Đây cái này mở cái gì nhỉ? Đây cái này chắc là đai giữa đây. Đây là cái gimbal 2 của chúng ta. Cái này mình sẽ để sau. Mình sẽ phụ kiện nó đây. Vậy phụ kiện chúng ta sẽ có thật nhiều thứ luôn đấy. Cái ngăn này thì cũng chẳng để được nhiều lắm ạ. Nào chúng ta xem có cái gì nào. Có một cái mã QR. Cái này dùng để chúng ta cài app. Ok, một cái Wurattica, cái này chắc chẳng thua tại vì chúng ta mua qua cái hàng sách tay ở Việt Nam mà. Cái này cũng chẳng có giá trị. Rồi, tiếp theo là một cái sách hướng dẫn sử dụng các cái mốt của nó bằng tiếng Anh các bạn, khá là dễ hiểu. Mình chưa biết sử dụng đâu. Rồi, lại một sách nữa bằng tiếng Trung Quốc để lưu hành nội địa. Như vậy, đây, nó có một cái này nữa này. Mình xem phụ kiện trước. Phụ kiện trước rồi mình mới xem cái thân máy. Đây có một hộp nhỏ, cái này chắc là cáp. Thơm các bạn, nguyên siêu một cái chưa dùng bao giờ. Như vậy chúng ta sẽ có một cái. Cái này là cái của mẹ chưa đây. Cái này là cái dây đeo. Nó là một cái dây đeo. Để chống hộp chất vãi đáy luôn. Chất thật đấy, bọn này Feiyutech nó làm đẹp thật. Và cái này là cái gì? Cái này thì cái gì đây? Cái này thì chị... À, cái này là cái chân đế các bạn ơi. Đây là cái chân đế. Cái chân trong thuật ngữ gọi là chân chip pop ấy. Nó rất là cứng luôn ấy, chắc chắn. Cái rất là chắc chắn, có cả logo của Feiyutech này. Đây, cái này đặt lên bàn như này, giúp mình đứng được cái gimbal này. Đấy, có thể cụm lại được. Hay, đẹp. Đi trong hộp phê vãi. Rồi, ở phụ kiện chúng ta sẽ có hai túi cáp. Đầu tiên cái túi cáp đầu tiên chúng ta xem là cáp gì. Một cái cáp, cái này giống kiểu cáp sạc điện thoại thôi. Cáp tai xi. Ok, là cáp tai xi. Túi cáp này chúng ta sẽ có một cái cáp. Rồi, chắc mình đi đồ nghiện đây này. Đây là bốn cái cáp luôn ạ. Ba. Đây là đầu gì đây? Đầu tai xi này, sẽ là hai cái đầu tai xi này. Hai đầu nhỏ này. Đây có cái đầu này là cho iPhone sao? Đầu là cho iPhone này. À, con này tại vì con Vivo 2 nó có tính năng tích hợp luôn cả tính năng sạc dự phòng. Nên cái cáp này chắc là cái cáp nguồn để sạc cho các thiết bị khác. Đây, cái cổng này như cổng cho iPhone thế nào.
Vậy có 3 cách này. Rồi, đi về cái chiếc gimbal này. Như vậy nó được bọc trong cái tay này các bạn này. Có một cái tay để bọc này. Ui, nó đã mở rồi. Đây, nó cầm trên tay của nó đây. Mình chưa ấn nút nguồn nhá. Nó khá là nhẹ. Cảm giác đầu tiên nó khá là nhẹ. Và đây mặt trước của nó có cái nút để chạm nút nguồn này. Đây có một cái cổng USB này. Đây là cái nút gì đây? Mới biết. Đây là chân để gắn cái này. Thì nó cũng khá là nhẹ. Mình có cảm giác cầm như cầm một cái đi trang sự phòng là nhẹ. Khá là nhẹ. Và đây là cái đầu motor chụp của nó này. Trông nó hoàn toàn là quan quá các bạn. Rồi. Và đây là cái đai để mình để gắn điện thoại vào đây. Bây giờ mình thử khởi động nó lên nhá. Khởi động như nào ấy. Đây nó có một cái cò nữa này. Đây chắc là giữ nút nguồn này. Đấy nút nguồn đấy chứ. Và đây này xanh các bạn. Vậy nó hơi rung một chút. Có đèn nhấp nháy này. Như vậy mình tắt điện đi nó vào lại như cũ. Rồi đây cổng cắm này, cổng cắm USB này. Ủa, ở đây có một cái cò, nó gọi là trigger nhưng chẳng biết là làm gì. Rồi, cái này hình như có kéo dài ra được thì phải. Đây, cái này chúng ta có thể kéo dài ra được. Ui, cái này mang đi phụt nhau cũng được đấy, mang cầm 2 triệu mang đi phụt nhau. Đây, cái này nó có thể kéo dài ra được. Khá là hay. Để mình thử lắp thử điện thoại vào nhá. Với dòng Vivo 2 thì khi chúng ta lắp xong chúng ta sẽ phải lắp vào điện thoại vào đây. Đây mình có sẵn một chiếc điện thoại Redmi 5A. Mình muốn lắp vào thì đầu tiên là khi các bạn chưa lắp thì nó sẽ bao giờ nó trong trạng thái là khùng 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 như này. Thì các bạn hãy rút cái thước này đằng sau này, nó có một cái thanh thước đằng sau. Mình sẽ cân làm sao khi chúng ta lắp điện thoại vào. Cho các bạn lắp như này hoặc các bạn lắp sang chiều ngược lại cũng được nhá. Mình sẽ lắp từ hai bên, một lắp bên này hay là nó sẽ xoay sang bên này. Đó, thường mình sẽ lắp nó xoay sang bên này hơn này, thuận tay mình. Đó. Thì các bạn rút cho mình cái này lên. Nó như là một cái gáy điện thoại thôi. Đối với dòng nhỏ thì mình không cần phải bỏ bao ra, nhưng mà cái điện thoại to chẳng 550 các bạn phải rút cái cover, tức là cái nắp nhựa ra. Rồi, bây giờ thì khi các bạn lắp vào thì nó sẽ thấy nó quản to lon như này. Thì các bạn phải cân cho mình cái thước này, mình kéo này nhá. Đó. Đây, các bạn kéo một là rút ra hoặc là thụt vào để cho nó cân lại như này. Đó, như này là được rồi này. Đây, nó cân như này là ổn này. Đó, lắp cái vào. Cắn vào đây. Như này. Rồi, đây mình khởi động lại này. Rồi, xong. Các bạn lắp vào xong thì mình sẽ có một cái chiếc điện thoại kiểu như này. Các bạn thấy rằng nó bắt đầu mình xoay xoay được như thế này. Và muốn điều chỉnh cái góc như này, một là mình sẽ phải bẻ tay như này. Đó, mình có thể bẻ tay được. Và thứ hai là các bạn sẽ dùng cái cần joystick ở đây. Ví dụ đây mình cho các bạn xem nhé. Đây, mình có thể xoay joystick như này. Thường là khi các bạn bấm quay thì các bạn sẽ sử dụng cái joystick để lia. Còn nếu không bình thường thì các bạn sẽ chỉnh tay như này. Đó, rất hay. Rồi. Đấy, thao tác chỉ vậy thôi. Và ngoài ra thì cái mode của nó sẽ là nó có 5 mode đối với con này. Đây, ví dụ mode thứ nhất là chúng ta sẽ lắp theo chiều ngang này, giữ này. Thì nó sẽ khóa các bạn. Nó sẽ khóa. Ấn mở ra là nó sẽ mở này, nó sẽ lia theo cái cổ tay của mình này. Đó, khóa này. Rồi, hai nó sẽ nó không khóa theo chiều ngang nữa mà nó sẽ mình sẽ ấn cái này mode này 2 lần. 1 2. Đấy, tức là nó sẽ quay mình sẽ theo hướng lên và xuống cả hai chiều 4 điều này được. Rồi, và mình nó có một cái mode thứ ba nữa là ấn cái này 3 lần, 1 2 3 thì nó sẽ đẩy sang gọi là cái cam trước này. Rồi, đó là khi chúng ta ấn mode 4 lần thì nó sẽ chuyển sang chế độ là quay tham lát hoặc là quay từ điểm A đến điểm B theo cái chu trình mà chúng ta định vị sẵn. Và ấn 5 lần cái mode này thì nó sẽ reset lại cái định vị của cái gimbal này. Đó. Đấy, rất đơn giản thôi. Đây mời các anh em xem là cái chế độ quay phim thì nó tốt như nào. Bây giờ nhá. Các bạn muốn reset này mà định thì các bạn ấn cho mình nút trigger này. 1, 2. Đấy, nó sẽ về mặc định. Cái này chưa lock này. Cái này đang lock này. Đó. Mở lock này. Cái này nó sẽ pan theo tay mình này. Khá là dễ sử dụng. Và con này thì nó không có chế độ là hiển thị cái dung lượng pin, mà nó sẽ hiển thị theo cái đèn này. Các bạn khi thấy nó báo đèn đỏ nhấp nháy thì là ám chỉ rằng hết pin hoặc máy có vấn đề. Để sử dụng cái gimbal 2 này chúng ta sẽ phải sử dụng một cái app, nó là Vimbal Cool. Cái này mình sẽ giới thiệu ở những cái phần series tiếp theo về gimbal này. Rồi, còn để ứng thì hết sức đơn giản thôi, các bạn chỉ cần tháo này ra. Các bạn đặt xuống. Nó trở thành một cái chip pop. Và ngoài ra thì đối với gimbal 2 chúng ta sẽ có một tính năng mình có thể kéo được thành ra thành cái tự sướng này. Cái này là chúng ta sẽ kéo ra được 18 cm. Thông thường mình đi quay mình sẽ hay cầm như này này. Đấy, mình cứ cầm kiểu này mình lia này. Tại vì nó dài nó sẽ có lợi thế hơn, chứ để ngắn thì cầm rất là mỏi tay. Càng dài thì cầm càng đỡ mỏi và lia nó càng dễ. Đó. Ok. Chiếc gimbal
gimbal 2 giá rẻ sẽ ra với 1.500.000 đồng, chúng ta sẽ hữu một chiếc gimbal cực kỳ là rẻ và chất lượng cực kỳ tốt, cũng như là nó có rất nhiều các phụ kiện đi kèm, và đặc biệt nó sẽ có tặng kèm cho các bạn một cái chân đế như này để giúp bạn có thể đặt nó, mình có thể đặt nó như một chiếc gậy bình thường, một cái tripod, và thêm nữa là mình cho mình một cái túi khá là ngon các bạn. Cái túi này thì sau mình sẽ xem đi là chia sẻ mình làm sao dùng cái túi này hiệu quả nhất. Thì bình thường nó chỉ có cái tay cầm như này thì rất là bất lợi, các bạn đi di chuyển mình sẽ chế thêm cái gọi là túi đeo cho nó, và nó có một cái ngăn này giúp mình để được rất nhiều đồ, và cái gimbal mình sẽ đặt cố định trong này và không sợ sốc, không sợ hỏng, cái này mang đi du lịch rất là hợp lý luôn, đeo vào vai. Rồi một lần nữa các bạn thấy clip hay thì nhớ like, nhớ like, share và ủng hộ kênh để chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.